Thưa quý vị và các bạn, phục hồi môi trường sau khai thác mỏ là yêu cầu bắt buộc. Nếu không thực hiện kịp thời sẽ gây ra nhiều hệ lụy, nhất là về môi trường. Đây là vấn đề đang được Đà Nẵng tăng cường quản lý và siết chặt. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với các sở Công thương, Xây dựng, Nông nghiệp, Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang và các xã Hòa Sơn, Hòa Ninh tổ chức đợt kiểm tra thực tế công tác hoàn thổ, cải tạo phục hồi môi trường tại các mỏ khoáng sản trên địa bàn huyện Hòa Vang. Tại mỏ đá Đại La 2, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, qua kiểm tra cho thấy, sau khi kết thúc thời gian khai thác tại mỏ đá, doanh nghiệp đã triển khai các tầng, bảo đảm trạng thái an toàn và tiến hành cải tạo, phục hồi môi trường, trồng cây, phủ xanh đồi núi. Và đây là vị trí cuối cùng vừa được doanh nghiệp hoàn tất việc hoàn thổ, san gạt mặt bằng, trồng cây xanh. Tổng diện tích trồng cây là 4 hectare. Công ty đã hoàn thành công tác hoàn thổ và tiến hành trồng cây xanh, tiến hành san gạt và trồng cây xanh. Đến thời điểm này thì hiện tại cây xanh đã độ cao lên khoảng được 5 mét, phủ xanh các những chỗ vùng trước đây đơn vị đã khai thác, và đồng thời trong quá trình làm cái công tác cải tạo phục hồi môi trường thì nó còn lại những cái điểm tại những cái bờ mang đá sót lại chưa hoàn thổ, thì công ty đã tiến hành san gạt và trồng cây xanh. Đến nay thì công tác đã hoàn thổ, đã hoàn thành. Tại mỏ đất đồi thôn Tùng Sơn, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, công tác hoàn thổ trồng cây xanh trên diện tích 1,4 hectare cũng đã hoàn tất. Không chỉ trồng cây, doanh nghiệp còn phải có trách nhiệm duy trì chăm sóc cây xanh, trồng thay thế cây xanh bị ngã đổ sau các cơn bão. Thì sau khi có quyết định đóng cửa mỏ thì đơn vị đã san gạt, trồng cây, phục hồi môi trường đúng theo cái quy định. Từ khi cây trồng cho đến khi mà cây phát triển lên với chiều cao 3 mét là mất gần 3 năm trời, phải giảm đi giảm lại. Và hàng năm là các sở ban ngành của thành phố có đi kiểm tra. Riêng mỏ đất đồi thôn Sơn Phước, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, trước đây do doanh nghiệp chậm lập hồ sơ đóng cửa mỏ, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xử phạt 120 triệu đồng. Ngay sau đó, doanh nghiệp đã nhanh chóng khắc phục, hoàn thổ trồng cây xanh trên diện tích 5,5 hectare. Công ty cũng đã thực hiện trồng cây mấy năm vừa rồi. Đến nay thì cây cũng lên xanh tốt. Đến nay thì đã bàn giao cho địa phương quản lý cái diện tích này, 5,5 hectare này. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố cho biết hiện trên địa bàn huyện Hòa Vang có 28 mỏ khoáng sản đã kết thúc khai thác, trong đó có 10 mỏ đã hoàn thành công tác cải tạo, phục hồi môi trường, được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định đóng và đã bàn giao cho địa phương quản lý. 17 mỏ đang tiến hành cải tạo, phục hồi môi trường, một mỏ đang chỉnh sửa đề án đóng cửa mỏ và cải tạo, phục hồi môi trường. Qua cái kiểm tra giám sát cái nội dung này thì nhìn chung thì đa số các cái trường hợp thì người ta chấp hành nghiêm theo cái đề án phục hồi môi trường đã được phê duyệt. Tuy nhiên thì cũng có một số trường hợp thì chấp hành chưa nghiêm túc, và chúng tôi cũng có tiến hành xử phạt thì với cái số tiền hiện nay thì đã xử lý là trên 660 triệu đồng. Và một vấn đề nữa thì cái công tác hoàn thổ phục hồi môi trường thì được chính quyền thành phố là hết sức quan tâm. Cho nên chúng tôi cũng tổ chức các cái đoàn kiểm tra giám sát và cũng thường xuyên đi kiểm tra, đôn đốc xử lý. Cũng theo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố, giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn thành phố chỉ có 13 mỏ được phép hoạt động. Đối với các mỏ được cấp phép mới, ngoài số tiền ký quỹ phục hồi môi trường, thành phố yêu cầu mỗi doanh nghiệp khai thác khoáng sản phải nộp thêm một khoản tiền cược là 500 triệu đồng. Sau khi đóng cửa mỏ, doanh nghiệp chấp hành nghiêm việc hoàn thổ, cải tạo môi trường, thành phố sẽ hoàn trả lại số tiền này. Nếu ngược lại, doanh nghiệp không thực hiện hoặc cố tình trì hoãn, thành phố sẽ sử dụng nguồn kinh phí này để hoàn thổ phục hồi môi trường. Đây được xem là một trong những biện pháp hữu hiệu để đưa công tác hoàn thổ phục hồi môi trường đi vào nền nếp.